qua từ khi tôi có em. Tôi ngày toàn chuyện cãi vã như thói quen. Mẹ chồng mẹ dâu tính nết thì khác nhau. Vì yêu em nên giờ tôi cũng đã quen. Chuyện nhà lá thế đâu ai lạ gì đâu. Lúc cười lúc giận hờn lúc xét nghét nhau. Chính người mới ý chuyện gì thì cũng hay. Thì thôi cứ để cho mẹ ra tay. Biết làm thế nào, sống chung một gia đình giờ anh biết phải làm sao. Mẹ chồng xuất sắc, mẹ vợ xuất sắc, anh phải cân nhắc không được thắc mắc. Giờ anh biết đứng về phe nào. Đối với anh một tuần không có chủ nhật, ngày nào cũng tất bật như đầu tuần. Tôi với công ty cũng đã quá bận, về nhà gặp đủ chuyện làm cho anh thất thần. Vốn là người ngọt giờ anh phải quen đắng, luôn phải giữ bình tĩnh mỗi khi nghe mẹ mắng. Một cái trôi qua anh phải thật cố gắng để gia đình hạnh phúc, anh luôn sai mọi người luôn thắng. Mỗi một câu chuyện là một bài học, đâu ai chỉ cười không một lần khóc. Cảm ơn thăng trầm có mẹ ở cạnh để mỗi khi vấp ngã vẫn thấy gia đình đồng hành. Chuyện nhà là thế lạ gì đâu, lúc cười lúc giận hờn lúc xét nghét nhau. Chính người mới ý chuyện gì thì cũng hay, thì thôi cứ để cho mẹ ra tay. Anh đúng là người đàn ông tốt. Em đúng là một cô gái dễ thương. Ước gì hai đứa mình gặp nhau sớm hơn. Anh cũng ước gì tụi mình. Bé bé, anh gắn chân đây mà. Trời dễ thương quá. Thì là hai người ở đây. Dạ. Hả? Bình tĩnh đi em. Bình tĩnh cái gì? Nhưng mà dữ như vậy. Bây giờ tôi chứng kiến rõ tận mắt với vậy băng của tôi bình tĩnh đó hả? Tôi anh ơi, tôi biết là hai tôi sai, nhưng mà hai đứa tôi yêu nhau thiệt lòng mà. Người kia đưa dâm vụ này. Chết với tôi đi. Quý ơi, quý ơi. Trời ơi, sao nghe điện thoại? Điện thoại cháy rồi. Trời đất ơi, có cái điện thoại thôi cũng làm cháy nữa, mày làm được gì? Đâu phải tôi làm đâu, bà làm đó. Gọi cái gì mà từ từ người ta đi chứ, bà biết hấp tấp quá à, xe nó chạy chứ đâu phải là tôi mọc cánh tôi bay đâu. 5 phút gọi một lần, 10 phút không, gọi không, lần. Bây giờ hả, bây giờ không có bình tĩnh được. Giống như đang ngồi trên đống lửa vậy đó, sắp cháy cái mông luôn rồi. Vậy bước qua đây. Chị. Bước qua. Rồi leo xuống cái đống lửa đi, tôi leo lên nè. Ôi, cái hình tượng Tú Anh bình tĩnh, lúc nào cũng hả gọi là giữ được cái thần thái, giải quyết tất cả mọi việc đâu rồi, bây giờ sao vậy? Không, không, không được, không được, không được. Là Tiểu biết, Tam. Thì biết Tiểu Tam rồi, nhưng mà Tiểu Tam là gái quê. Ủa gái quê thì sao? Nhan sắc á hả thì sao? Khỏi phải nói. Khỏi phải nói là đẹp lắm đúng không? Nhưng... sắc nước hương trời hả? Gặp đi rồi biết. Giả lả, thảo mai, lực mặt nhanh hơn bánh tráng nữa. Lực mặt nhanh hơn bánh tráng. Ừ. Cụ thể xíu đi. Trời đất ơi. Vậy nè. Nãy giờ tôi nghe bà kể xong á, tổng hợp thông tin lại thì đây là một ca khó nha. Đã gái quê mà còn lý lắc léo như vậy, phải lên kế hoạch. Kế hoạch gì nữa? Bây giờ là mình ba mặt một lời luôn. Làm luôn hả? Đúng vậy, bây giờ mình đi liền, mình thực hiện liền kế hoạch của mình nhanh. Ê, cho chưa, cho ăn đó. Dạ. Chưa có ăn cái gì hết á nè. Ủa, vậy rồi sao? Bộ mấy người đó không tính là thành phố hả? Vậy. Ê. Bộ ở đây có gì vui lắm sao cười dữ vậy? Dạ. Dạ, ông cậu ba của ta. Ông cậu ba. Dạ, con chào ông cậu ba. Anh nói vậy ai đây? Dạ, con là Trần Ngọc Quý, trưởng phòng truyền thông marketing. Có gì liên quan đến nhà tao á? Con là Quý, em gái ruột của anh Quyền. À, em chồng của con. À, vậy ra đây là em của anh Quyền. Dạ. Chà, nhà cũng khéo sanh dữ ha. Con trai đẹp trai mà con gái thì cũng xinh xắn. Cậu ba chỉ được cái nói đúng. Hả? À, gì? Ấy, gì? Gì vậy? Dạ, thật ra thì con có chuyện muốn hỏi cậu ba. Cứ việc hỏi ha. Hỏi. Mạnh dạn lên. Ông cậu ba ăn cơm chưa? Trời. Hỏi gì vô duyên dữ vậy? Cái chuyện của bà mà sao tôi hỏi? Hỏi đi. Dạ, con ở trên thành phố á. Nhưng mà
ở trên đó đang có một cái tin đồn á cậu ba. Ừ. Là đồn lan qua mấy chiếc xe đò đồn tới chển, nói là ở dưới cái miền quê của mình nè, ở trong xóm này nè, có một cái chị tên Tâm, nghe nói là sắc nước hương trời vậy lắm hả cậu ba? Cái đó cũng thuộc về người nhìn mẹ ơi. Thuộc về người nhìn. Ủa làng sao? Thì gặp đi rồi biết ha. Dạ vậy không biết chị đó chỉ có người yêu chưa không cậu? Chưa. Ừ. Sao không cậu biết? Trời đất ơi, tao còn lạ gì cái tánh con nhỏ đó nữa. Nó mà có người yêu một cái nó rêu rao cho cả xóm này biết luôn á. Sao chị lớn vậy nào mà chị không kiếm người yêu gì không cậu? Còn đó cũng tội nghiệp á. Sao cậu? Tao nó cũng lận đận về tình duyên dữ lắm. Cứ ưng người nào theo cái thời gian tự nhiên thấy khóc sùm. Cái không đi tới đâu. Đó. Ê, được cái là nó quyết liệt trong tình yêu lắm nha. Quyết liệt. Còn đó là nó nhiệt quyết lắm mà. Nó mà ưng ngay cái là bắt đầu là nó tấn công dữ dội luôn đó. Đã vậy mà còn mê trai nữa. Thí dụ như mình đẹp trai mà cỡ như anh mày á. Trời ơi, nó tấn công tới tấp liền á. Nếu mà gặp đứa nào giống vậy á. Cho nên thôi. Tự nhiên đứng đây nói chuyện tụi bay mất thời gian của tao ra ngoài rồi mà không chuyện tiếp nè. Con chào ông cậu. Ủa cái gì vậy trời? Tự nhiên người méo tôi. Tao nhìn một cái là tao biết liền mà. Mày thấy chưa? Quyết liệt. Sao? Nhiệt tình. Ừ. Mê trai đẹp. Đúng. Bình tĩnh đi Tú Anh. Ca này để tôi. Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu. Tình lúc mới yêu ngây thơ biết bao nhiêu. Em sợ. Ô kìa cô bé đô con, cớ sao em lại đô con thế này? Chị nói chị tưởng chị gầy, nhưng mà nhìn kỹ chị gầy hơn tôi. Tôi nói là nói cho vui, nhưng mà nhìn chị thấy xui quá trời. Xui gì? Tôi nhìn thấy cô tôi mới xui á. Gì? Thôi tôi đâu biết cô đâu. Chị không biết tôi, nhưng mà tôi và gia đình tôi rất rành về chị. Trời ơi, cái chuyện á mà tôi á, xinh đẹp nè, đó có duyên dễ thương, cái xóm này ai mà không biết, tôi quen với sự nổi tiếng nữa rồi. Bị ảo nhiều quá. Ủa vô duyên quá à. À quên. Cái gì á? Nãy giờ nói chuyện tôi quên giới thiệu với chị. Chào chị, tôi là Trần Ngọc Quý, trưởng phòng truyền thông marketing. Tôi Nguyễn Thị Có Tâm, nghề nghiệp làm guồng. Tưởng đâu giỡn hay giỡn lại. Dân quê khỏe lắm đó. Thời đương nhiên. Ủa mà Quý kiếm tôi có gì không? À trưởng phòng kinh doanh hả? Mời tôi lên thành phố mần việc hả? Không quen đâu. Dù là tôi cũng có giỏi giang chút đỉnh đó, nhưng mà tôi làm cuộn quen rồi. Đáng tiếc là tôi không xuống đây vì công việc. Chị xuống đây làm gì? Tôi tìm chị. Tìm tôi làm chi? Nhìn chị cũng chân chất đó. Tại sao lại đi cướp giật của người khác? Cướp giật gì trời, cái này tôi mua mà tự nhiên nó cướp giật. Phải mua không hay đi giật? Vô duyên quá à. Nãy giờ cô khùng điên gì vậy trời. Ủa nhưng mà cô là ai? Tôi là Quý, em gái ruột của anh Quyền. Sợ rồi chứ gì. Trời ơi, Quý là ruột anh Quyền. Trời ơi. Trời ơi. Ủa sao vậy em? Sao vậy? Trời ơi sao vậy? Sao vậy tự nhiên đứng như té gì cưng? Trời ơi nè. Ôi coi. Trời ơi mặt mày coi. Ngon. Đừng chạm vào người tôi. Tôi quá mệt mỏi rồi. Không. Trời ơi không. Đứng nhìn cũng thấy nè. Trời từ xa tôi cũng thấy nè. Đẹp gái quá. Đúng là em đó. Em gái anh Quyền là đúng rồi đó. Ủa mà sao xuống đây không nói trước gì trơn vậy? Anh Quyền cũng kỳ ghê. Không nói cho biết để đón gì trơn à. Không ngờ dưới quê lại có một chân nhân bất lộ tướng. Một con voi tánh linh ẩn sau người con gái. Thở nhỏ này nó có duyên quá. Ê xuống đây chi vậy? Tôi tìm chị. À tìm chị đi chơi đúng không? Cái gì? Tôi không có đi chơi. Xuống đây không đi chơi. Ừ. Là định cư đúng không? Kiếm được nhà chưa? Trời ơi. Ở đây chị biết mấy cái nhà người ta bỏ hoang, không có ai ở chờ. Người ta nghĩ là có ma bán ghẻ lắm. Cái gì vậy? Nghĩ sao tự nhiên giới thiệu nhà ma cho tôi vậy? Thì nó ghẻ mà. Tôi không có đi mua nhà. Vậy chứ xuống đây làm gì? Biết rồi. Cái trào lưu hiện tại bây giờ thấy trên cái gì đó, trên mạng xã hội đó là xuống đây chụp hình phải không? Biết có mấy chỗ đẹp lắm, đi chụp hình chị cho. Đẹp mát không trời? Nắng mát lắm, nắng mình sức kem chống nắng vô. Được không? Nè sức chống nắng chiếc đèn lùi nè. Tôi không có giỡn với chị, đừng có cuốn tôi vô một câu chuyện của chị xong rồi làm tôi phân tâm rồi làm thân rồi bắt thân bắt chuyện xong rồi sau đó xí xóa mọi việc. Em nói với chị không hiểu gì hết trơn á. Tôi muốn chị buông tay.
Ủa, có cầm gì đâu mà buông, nó lấy cái vỏ đi chợ mà. Em sao vậy? Tôi muốn chị buông tay anh Quyền ra. Anh Quyền anh có vợ có con rồi, chị làm như vậy là thất đức lắm đó. Chị không có quyền cướp anh Quyền từ tay vợ anh Quyền, con anh Quyền. Chị không có quyền làm như vậy với anh Quyền. Chị không hề cướp anh Quyền từ tay vợ anh Quyền với con của anh Quyền. Em đang làm phiền chị đó, em của anh Quyền. Cái bà này thiệt, cái lần đầu tiên tôi đi đánh ghen mà tôi bị chạy chụa như vậy. Ủa, đánh ghen không chạy chụa anh chị, mà nói thiệt là chị không có gì em lộn người rồi. Chị à, chị tên Tâm mà chị sống không có tâm nè. Không có được nói tới cái tên chị nha. Cái tên ba má chị đặt em không được nói gì nha. Tôi thích nói ra thì sao? Chị là cái đồ vô lương tâm. Thách nói tiếng nữa đó. Tôi nói chị là tên Tâm mà sống không có tâm. Không có tâm hả? Có tâm hả? Nói ai vậy? Ta nói là không có được đụng tới tên ba mẹ. Chị ơi, cái gì? Cái gì vậy? Bao giờ mà tụi bay giải quyết vấn đề bằng cái chuyện quýnh lộn quýnh lao này vậy? Ông cậu không biết đâu hả, tính con đó giờ vậy á, chỉ hết được con chiều à. Nói vậy là sao? Tại mấy người khiêu khích tôi trước chứ bộ, không có lưỡi có khói. Tôi cho chị nói lại một lần nữa đó. Nói lại gì? Ở xóm này ai mà không biết tôi là hiền nhất xóm. Mấy người á, mấy người kiếm chuyện với tôi á. Hiền sống tên Hiền đi, mắc gì tên Tâm. Nè tôi nói một lần nữa nha, không có đụng tới tên tôi nha. Thôi. Trời ơi, trời đất ơi, ở đây là nhà tao nghe, chứ không phải là cái trường đá gà. Nó nói tên cha mẹ ông anh lấy ra ngoài kìa. Thôi, có nghe ông cậu nói không? Tụi bay nín hết chưa? Bay hiền quá à. Còn Tú Anh nữa. Dạ. Chuyện này là sao đây? Con... Nói. Ông cậu ơi, chuyện này thì có liên quan tới vợ con. Chắc chắn là có rồi mày. Nói đi. Tại Tâm quyến rũ chồng con á. Hả? Ôi. Cho nên con mới kêu ông Quý xuống để hỗ trợ cho con. Đúng rồi đó. Cho em, tại sao vậy? Trước khi xuống đây phải gọi điện nói chuyện với Sáu chứ. Chuyện này là chuyện cấp bách mà. Nói với Sáu lỡ Sáu bắt họp giao ban, xong rồi trưng cầu dân ý, rồi còn bỏ phiếu nữa. Nói với Sáu xong chắc vợ chồng ta ly dị luôn quá. Tôi không ngờ trong cái bộ dạng này ẩn chứa một con người ghê thiệt. Ghê gì? Ghê là cậu ghê á. Ủa, sao tại sao con có mặt ở đây? Ờ. À, em có mặt ở đây á là do chị Quý nè nhắn tin cho em. Nhà chị có chuyện nghiêm trọng, chị phải về quê gấp. Cho nên 1 phút 30 giây em phóng xuống quê liền để em coi thử có chuyện gì, ai về cái chuyện này. Bớt chỉ vô mặt ta lại. Lành lắm. Dạ. Tự nhiên xuống đây cho bị đánh. Thì cũng đâu có sao đâu, thì em lo cho chị mà. Quyên, con có làm sao? Trong chuyện này á, con không biết gì hết. Chỉ là hiểu lầm thôi. Anh nói là anh không biết gì hết hả? Ủa vậy sao anh với Tâm hẹn nhau ra bờ sông làm cái gì? Hả? À. Hẹn bờ sông. Mọi người nhìn đi kìa. Cái giờ phút này mà còn liếc mắt tự tình với nhau được nữa hả? Hả? Trời ơi, mọi người bình tĩnh đi. Chuyện là như vậy nè. Em hẹn anh ở đây có gì không? Em muốn hỏi anh về cuộc sống nè. Với cái công ăn chuyện mừng ở trên phố á. Ủa gì hả? Sao sáng không hỏi vợ anh luôn? Chú anh nhìn em ánh mắt viên đạn á, kiểu khó chịu sao á. Nói chuyện với anh hợp hơn. Ủa vậy hả? Em định lên thành phố sống hả? Chung là cũng muốn. Ở đâu cũng vậy á, cần có sự học hỏi, trau dồi. Mình phải giỏi lên thì mới kiếm tiền được. Chứ không phải là lên thành phố tự nhiên cái là em kiếm được nhiều tiền đâu. Em cũng nghĩ như vậy. Em muốn làm một cái công việc gì đó giống như anh Quyền, giao tiếp xã hội nè. Tại vì em cảm thấy em có cái duyên ăn nói. Ê, cái vụ có duyên là anh xác nhận hết. Trời ơi, cả xóm này đố ai mà dám nói em không có duyên đó. Trời ơi, cái tiếng nói của em không những có duyên mà nó còn lớn nữa. Trời ơi, nè, sáng sáng không tiếng vọng lại luôn đấy chưa. Ghê thiệt. Anh thấy em thích hợp với công việc gì thành phố? Ở trên thành phố có một cái chợ. Chợ gì? Chợ Bình Điền. Em hợp với làm quản lý chợ. Quản lý chợ Bình Điền. Trời ơi hay quá. Vậy là sắp tới em phải tập nói nhiều hơn. Rồi lục điền hơn để em làm quản lý chợ Bình Điền. Ôi thích quá, em sẽ lên thành phố. Không chừng khi mà em lên thành phố á, em tìm được nửa kia rồi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
giống như là trong phim gì đó. À, thì ra là cũng mộng mơ giống như bao cô gái khác. Mục đích chính là đây nè, từ nãy giờ nói vòng vòng chi, là thành phố muốn kiếm người yêu đúng không? Nói đúng quá trời. Rất là sợ. Vậy đó. Nhưng mà tối qua em có nói với anh là từ nay không có được tiếp xúc với Tâm nữa mà sao anh còn hẹn họ lấy nút Tâm vậy? Không không không, cái đó là lỗi của tôi á. Tại vì hôm bữa tôi thấy nhà cửa mình đám giỗ đám quải đông đúc quá, tôi cũng ngại nên tôi mới hẹn anh Quyền ra bờ sông nói chuyện cho nó dễ á. Ngại cho nên hẹn bờ sông nó chứ không ngại là đưa vô khách sạn. Nói gì vậy? Quất nhớ dập cho cái miệng đi nha. Bay nghĩ cũng kỳ, thì hẹn ở chỗ bí mật đi. Tự nhiên hẹn ra bờ sông chi rồi chẳng trách rồi ai không nghi ngờ. Cậu ba nói gì vậy? Hẹn chỗ bí mật mà người ta biết mới là lớn chuyện đó cậu ba. Thôi nói vậy thôi, chứ tao cũng biết rồi. Nhưng mà cái vụ này là mày phải rút kinh nghiệm mà. Dạ con cũng xin lỗi gia đình, tại vì con mà cả nhà mình xào xáo mất vui. Dạ cũng tại con ghen tuông không có đúng cho nên mới xảy ra chuyện vậy, con xin lỗi. Quý nữa, sao đứng dương mắt giùm? Vậy thôi con nhắm mắt. Mở mắt ra, qua xin lỗi người ta. Dạ. Thái độ kìa, thái độ kìa. Ê, ê, thôi cho mày. Nè. Xin lỗi đó nha. Xin lỗi cho ông nha. Xin lỗi ơi. Bố à. Thôi. Thật ra là tại vì nói chung em cũng vì bảo vệ hạnh phúc gia đình của chó anh cho nên mới nóng tính như vậy. Xin lỗi chị. Ờ biết rồi, anh em thương nhau. Rồi bỏ qua đó. Thôi trời ơi. Thôi được rồi. Trời ơi. Chị em vậy thì mới được. Dạ. Chứ nãy mà thấy bay quýnh lộn ngoài tao nhìn ớn ăn luôn à. Dạ giờ mọi chuyện cỏ gàng rồi. Hơn xin phép gia đình mình con về tại nhà có một chuyện á. Nè con phải có công chuyện về đi, bữa nào rảnh qua chơi ha. Dạ. Hơn xin phép gia đình về. Chị về nha. Vui ghê luôn. Ôi. Gì nữa mày? Ôi. Anh Quyền. Ôi. Trời ơi má ơi. Anh Quyền nhớ cái chuyện anh Quyền hứa với em nha. Dạ nhớ. Dạ nhớ. Dạ xin phép cả gia đình về. Dạ. Về nha. Chị ơi, chị. Trời, cái con gì đồ vật vậy? Chó anh, hồi nãy chị nói chuyện kia là chuyện gì vậy? Chị có phải giấu? Ừ, nói đi. Mọi người hứa là sẽ giữ bí mật cho. Giờ anh nói không? Anh hứa người ta rồi không nói được. Má con mới về phố đi. Em nói không? Nóng tính quá. Đi về á. Mẹ. Dạ. Con có hứa với Tâm á là làm mai một người trên thành phố cho Tâm. Rồi ai chịu trời? Dễ thương mà. Vui mày cũng mặn dữ ha. Ôi ơi ma. Ôi tôi đã anh Quyền. Trời ơi, có sao không anh? Em. Ở nhà là anh khỏe lắm nha. Nhưng mà từ khi về đây biết em là anh thấy là cái xương anh yếu nha. Tại anh kìa, tự nhiên cái anh ra anh nhát kèm sao, ngủ hồn gì á. Tụi ma hả? Sợ đâu mà sợ. Nhưng mà... Thôi không mệt quá. Nói nghe nè, cho anh xin lỗi nha. Cái vụ mà chưa em gái của anh á, anh đánh em nó hồ đồ quá à. Trời ơi có gì đâu xin lỗi. Em cũng quánh quý mà. Với lại em quên hết trơn rồi. Trời ơi. Anh Quyền. Gì vậy? Tôi bắt tại trọn rồi nha. Hai người đã hẹn hò lén lúc đúng không? Tôi chạy về tôi báo cho quý. Em khỏi cần mép. Cái chuyện là vợ anh cho phép. Ủa cái gì? Sao vợ anh cho phép gì kỳ cục vậy? Anh đi kỹ. Ê đừng suy nghĩ bậy bạ nha. Anh ra đây nói chuyện bình thường thôi mà em sao em ở đây? Thì em ra đây là tại vì chị Quý nói em là ra đây gặp anh. Chú có biết cái gì đâu. À. Gì?
gì? Lãi gì trời, hiểu gì đâu. Anh bị nhắm mắt hả? Trai thành phố. Rồi sao? Trời ơi, tiêu quá. À An nè, thật sự là bé Tâm á, nó muốn hẹn em ra đây để xin lỗi em về cái chuyện hồi trưa. Hồi nào? Có, em mới nói xong. Có, anh này ngộ ghê à. Trai thành phố. Nhà mà khô bơ là ăn to. Ăn cơm no, không lo chết già. Nhớ rồi. Chàng trai ấm áp. Dạ. Biết quan tâm đến người khác. Dạ, tuyệt vời. Nè. Ủa, anh sao vậy? Ủa, anh bị sao vậy? Anh sao vậy anh Quyền? Em đánh trúng cái chỗ nào của anh hả? Không, tự nhiên đau bụng quá. Ủa, kỳ đó. Vậy thôi, để em đưa anh về. Hai đứa này đi, em ở đây em nói chuyện đi. Để anh đi xuống mương xíu chúng anh quay lại. Ủa? Hiền vui tính mà. Thôi ai cũng nói vậy chứ. Ủa, kiểu gì vậy? Hiền vui tính. Tôi tên Tâm mà. Tâm vui tính. Với ai mà kêu lộn tên tôi là tôi quánh. Hên. Tôi tên Tâm. Tâm An. Tôi kêu đúng tên mà. Tâm An. Trời ơi, tên hai đứa mình hợp nhau lắm luôn á. Tâm An. Mình mở tiệm cơm chay được á. Ăn vô ai cũng an tâm hết trơn á. Thấy gì chứ tụi thông minh lắm á. Tôi nói không phải khen chứ nhìn Tâm là vừa nè, nhỏ con nè, xinh xắn, đáng yêu, nói chuyện nhỏ nhẹ mà dễ thương, thông minh nữa. Khen ai? Giờ em biết phải làm sao, mẹ tôi xuất sắc, mẹ vẫn xuất sắc. Em phải cân nhắc, không được thắc mắc. Giờ anh biết đứng về phe nào. Bởi vậy một tuần không có chủ nhật, ngày nào cũng tất bật như đầu tuần. Công việc công ty cũng đã quá bận, về nhà có buổi chuyện làm cho anh thất thần. Vốn là người ngọt rồi anh phải quen đắng, luôn phải giữ bình tĩnh mỗi khi nghe mẹ mắng. Một cái trôi qua anh phải thật cố gắng để gia đình hạnh phúc. Anh luôn sai, mọi người luôn thắng. Mỗi một câu chuyện là một bài học, đâu ai chỉ cười không một lần khóc. Cảm ơn thằng Trần có ở cạnh để lúc không ngã vẫn thấy gia đình đồng hành. Nhà này lặng quá, từ khi tôi có em, suốt ngày toàn chuyện cãi vã như thói quen. Sao ngày hôm nay? Mẹ chồng mẹ dâu tình nét thì khác nhau. Cậu làm cái gì vậy hả? Sao chốt tiền tâm vậy? Tôi gọi không biết là tôi có sao? Em, tôi cho cậu 10 phút để có mặt ở nhà thôi. Anh gì đâu? Lúc cười, lúc giận hờn, lúc sẽ hết nhau. Chúng người mới chuyện gì thì cũng hay, thì thôi cứ đợi cho mẹ ra tay.